Tại một lễ đường, Hiền và Hoàng sau khi đều trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc mới của mình. Cảm ơn em đã giúp anh một lần nữa tin vào tình yêu. Cũng may là hai đứa con mình sống hòa thuận, nếu không thì em cũng khó nghĩ lắm. Trong mắt của cặp đôi mới cưới, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng sự thật thì... Tuấn, Tú, mau lại đây nào. Dạ vâng, còn đến ngày đây. Bầu mắt chút. Nào, mọi người mau nhìn lại đây. Cả nhà cười tươi nào. 2, 3. Kiểu nữa nha. Cuối cùng thì Hiền và Hoàng đã chính thức trở thành vợ chồng. Còn Tuấn và Tú từ đôi bạn cùng lớp, suốt ngày chảnh chọe nhau, giờ cũng đã thành anh em một nhà. Đi nhanh lên các con, sao mặt mày ủ rũ vậy hả? Đồ khó ưa. Bố đưa mình lên phòng em Tú làm gì vậy nhỉ? Bố, đây là phòng của con mà, sao bố bảo Tuấn ở lại đây? Phòng Tuấn đang sửa nên hai con chịu khó ở chung nhé. Dạ vâng, cháu. À, con ở đây cũng được ạ. Con trai ngoan lắm. Tú, con nhìn mà học anh Tuấn đi kìa. Hai đứa ở đây nhé, bố mẹ xuống cất đồ. Dạ vâng ạ. Tránh ra, đây là giường của em. Tưởng mình em biết chơi chiêu cơ à? Hỏng hết cái ống thông gió của em rồi. Anh thật quá đáng. Tuấn và Tú quên mất mình đã trở thành anh em một nhà mà lao vào đánh nhau không phân thắng bại. Mở cửa mau. Ôi không chịu được nữa. Anh có mở cửa ra không thì bảo. Cứ xác định đứng đó mà chờ đi. Anh cũng đẹp trai, cho em vào với. Thôi xong rồi. Thật quá đáng. Anh về dâm rồi à? Anh còn cười được sao? Này thì cười. Ngày xưa sắc đẹp trời cho, ngày nay sắc đẹp là do người làm. Xịt thêm tí nước hoa cho nó chuẩn soái ca nào. Khiếp, nước hoa cơ đấy, sợ quá cơ. Cơm của mình đây rồi. À, ui, ai lại để bát cơm chó ở đây? Mà khoan đã. Có trò hay rồi đây, cứ đợi đấy. Phải làm nhanh không Tú nó ra thì tôi. Thân tặng em bữa cơm trưa đầy ý nghĩa nhé. Chùn thôi. Mấy em này coi mình là không khí à? Muốn thử skill bách phát bách trúng của tôi sao? Tiên sư đứa nào ném tao đây? Cô, là đứa này đấy. Sang ngồi với Tuấn. Dạ nhưng mà. Vâng ạ. Cấm không được vượt qua ranh giới, nghe chưa? Em cần à. Ai có thể xung phong lên làm bài này? Tặng em thêm một món quà ý nghĩa nữa nhé Tú. Ui da. Dạ em. À Tú xung phong à, mời em lên bảng. Cô, em không biết làm ạ. Không biết làm còn đòi lên bảng. Về chỗ. Tú, điểm em. Anh cố tình đúng không? Có thế mà không làm được. Em cô ơi. Cứ phải gọi là dễ như ăn cháo. Em giải đúng rồi. Cả lớp nhìn vào nơi gương bạn Tuấn nhé. Đáng ghét. À! Nghiệp quần anh đấy. Giờ ăn trưa. Thơm quá. Làm màu thấy ghét. Tưởng mỗi anh có thôi à. Em cũng có nhé. Cái gì vậy nhỉ? Hả? Lòng chó sao? Sao hộp cơm của mình lại như thế này? Lại là anh làm phải không? Không ngờ khẩu vị của em lại là thức ăn của chó. Càng ngày càng quá đáng mà. Cho anh biết tay này. Ôi trời ơi. Tắm thôi. Cuối cùng cũng vào rồi. Chờ mãi. Hãy ở trong đó mà tận hưởng nhé. Vậy là xong. Đi nào. Chờ cá mình. Đang chuẩn bị tắm mà lại mất điện. Đèn thế. Ờ, sao cửa lại phá thế này? Chết rồi. Tú đang bị nhốt bên trong. Chìa khóa đâu rồi? Vừa mới đây mà. Cứu với. Mở cửa ra. Mau mở cửa ra. Tôi sợ bóng tối lắm. Tú, chờ anh.
đến đây. Tú, em vẫn ổn chứ? Anh Tuấn, cứu em với, em sợ lắm. Cứu, cứu em. Tú, em làm sao vậy? Trả lời anh đi. Tay của mình. Tú vẫn còn đang chờ mình bên trong. Vũ Linh. Tú, em tỉnh lại đi. Tú, anh xin lỗi, em tỉnh lại đi mà. Thằng Tú mà có mệnh hệ gì, làm sao anh sống nổi? Anh bình tĩnh, thằng bé không sao đâu. Từ nhỏ thằng bé đã mắc hội chứng sợ không gian hẹp rồi. Tú bị mắc chứng sợ không gian hẹp sao? Tú mà làm sao thì mình ân hận cả đời. Cả nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Bố, mẹ. Con thấy sao rồi, hả? Cho anh xin lỗi, vì trò đùa của anh mà đã làm cho em gặp nguy hiểm. Con nhìn này, Tuấn nó đã cố gắng cứu con đến bị thương đấy. Không sao, em không giận đâu. Cảm ơn em, từ giờ anh em mình sống hòa thuận nhé. Ma Vương cho Tấm ăn quả táo làm Tấm thay đổi tính cách. Nhưng không vì thế mà Hoàng thượng, mẹ con Cám và búp bê Sweet Game quay lưng lại với Tấm. Hãy cùng xem sức mạnh của tình cảm gia đình đã cứu Tấm như thế nào. Và tên Ma Vương độc ác sẽ nhận kết quả ra sao. Đội quá. Hay mình sang nhà chị Tấm ăn trượt đi mẹ. May mà không bị bắt, không là hỏng luôn cái danh hiệu hoàng hậu thanh lịch của ta rồi. Ơ, mẹ ghẻ với em Cám kia. Stop. Vừa may, con đang mang chuối sang cho mẹ với em đây. Úi dồi ôi, trời độ mẹ con mình rồi Cám ạ. Con đi đây. Còn Tấm nó còn thiên hơn cả lão bụt dài Cám nhỉ. Công nhận, vừa nhắc đã xuất hiện. Thôi kệ đi, ăn cái đã. Úi dồi ôi, trời đánh tránh miếng ăn. Tiên sư đứa nào đây? Hả? Hóa ra chúng mày ngồi đây ăn chuối nhà ông à? Không, chuối này Tấm vừa mang cho bọn tôi mà. Đừng ngụy biện, mau đền cho ông không thì báo. Tiền đây ạ. Lần sau thì liêu hồn đấy. Biết ngay mà, làm gì có chuyện trùng hợp thế. Đi gặp thằng chồng đó. Con búp bê đây rồi. Muốn ăn sao? Để ta giúp ngươi. Ôi mẹ ơi, bánh kem của mình. Buồn cười quá. Con Tấm, dám chơi ta à? Ngươi đứng lại đó cho ta. Một giây dậy ngươi lại, xem ngươi chạy kiểu gì. Tấm, ngươi đợi đây. Tí đến mẹ nhớ đòi cả tiền nữa nhé. Tấm, ngươi giỏi lắm, ta đến tìm chồng ngươi. Búp bê, mẹ con nhà Cám. Cái gì, ngươi cũng bị treo á? Cái gì, mẹ con ngươi cũng bị treo à? Không thể để yên được, vào thôi. Con rể, nhìn con Tấm nó làm gì chúng ta nè. Anh Hoàng, xem chị Tấm quá đáng chưa này. Ừ, khoan khoan, sao nãy giờ chẳng thấy hoàng thượng nói gì vậy Cám? Hoàng thượng bị sao ấy nhỉ? Hoàng thượng bị sao vậy? Mau, cởi trói đi đã. Ôi mẹ ơi, đi hết bộ remake của ta rồi. Tấm đã thay đổi rồi, Tấm đánh tạc thâm cả mắt. Nhìn cả tay nữa đây này. Ui da, ui trời ơi, đau, đau. Chị Tấm thật quá đáng, tự nhiên đổi tính nết, đi phá làng ban Tấm là sao? Mẹ thấy con Tấm nó cứ như biến thành người khác ấy, lại còn chẳng coi ai ra gì nữa. Ta cũng thấy thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì, ta nhất định phải điều tra. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải theo dõi Tấm. La 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 la. Đi theo ta. Mọi người đi đâu hết rồi nhờ? Chẳng có ai để trêu cả. Chán thật. Chị Tám, ai cho chị đánh anh Hoàng của em? Chồng chị thì chị có quyền. Làm sao? Mày lại thích ăn đánh à? Hả? À, sao mình lại không đứng lên được thế này? À, đừng có phí công vô sức. Nhìn xem đây là gì. Em đổ kèo 502 lên, còn lâu chị mới thoát được. Leo leo, gáp. Chưa hết đâu, nhìn lên trên. Mày lại muốn làm gì vậy Cam? Anh em, lên. Đừng chặt nó lại. Ăn gì mà khỏe thế? Chị Tấm, định liên minh lại bắt bà. Bà nóng rồi đi nhé. Riêng chơi lén thì ngươi còn lâu mới bằng ta nhé.
Trong truyện người ta cắn có một miếng, đây ăn cả nửa quả, tham thế không biết. Quả táo này thật đáng sợ. Ở kia có một túi táo. Ở kia cũng có. Vậy là sao? Ui, ui da. Người gì mà nặng thế? Về nhớ giảm cân đi nha mẹ. Hoàng thượng đang làm gì vậy? Tại sao cửa nhà nào cũng đều treo một túi táo giống nhau? Ta phải đi xem. Hai quả táo này giống y hệt quả táo mà Tấm đã ăn. Mọi người có thấy chúng giống nhau không? Giống. Chúng ta thử xem túi táo kia đi. Mọi người nhìn đi. Công nhận khả nghi thật. Như vậy là sao đây? Tên kia đang lén lút làm gì vậy nhỉ? Mỗi nhà một túi. Này này, nhìn tên kia kìa. Đi theo hắn. Stop. Nhà này cũng được đấy. May quá, tí thì bị phát hiện rồi. Lại đây, ta bảo. Chúng ta phải bắt tên kia lại. Ok, triển thôi. Dám làm bừa trên đất của ta. Úi giời, sao lại đủ cả team thế này? Anh chị em cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tấm và tao dạo này thay đổi tính nết, liên quan đến quả táo này đúng không? Khai mau, Tấm là ai? Em không biết gì cả. Tưởng dọa ta mà dễ à? Em thề, em không biết gì cả. Em mà biết là em nói ngay. Cố tình không nói à? Này thì không biết này. Mặt của ta, em không biết thật mà. Vẫn không khai à? Kế hoạch đi. Để xem ngươi có chịu đổi không. Các người muốn làm gì? Úi dồi ôi, đã xấu lại còn khói chân. Cho người chết này. Dừng lại đi. Một người quá, nhộn quá. Em không biết thật mà. Trông vậy mà cứng phết nha. Búp bê, đến lượt ngươi. Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Hả? Ngươi định làm gì? Tất nhiên là giúp ngươi mở miệng rồi. Giữ chân của hắn lại. Để xem ngươi còn nói không biết đến khi nào. Đừng mà. Ta là ta khoái trò này rồi đấy. Đừng. Thế bây giờ ngươi đã biết chưa? Em nói, anh chị tha cho em. Em đang nghiên cứu thuốc trường sinh thì gặp Tâm. Này em gái, lại đây ta bảo. Này em gái, em có muốn trở nên xinh đẹp hơn nữa không? Ăn quả táo này đi. Thật sao? Em cảm ơn. Đúng là đồ ngốc. Bye bye, ta đi đây. Ngươi, sao ngươi dám làm thế với Tấm của ta? Hoàng thượng. Gì vậy? Ta quên. Mau đưa thuốc giải ra đây. Vâng ạ. Đây, thuốc giải đây ạ. Có thuốc giải rồi, mau đi cứu Tấm thôi. Đi. Khoan đã, còn em thì sao? Ngươi cứ ngồi đấy mà sám hối đi. Con rể, mau cho Tấm uống thuốc giải đi. Mùi gì vậy? Mọi người, đi Tấm tỉnh lại thôi. Sao mọi người lại ở đây đông đủ vậy? Hoàng thượng mở party à? Mọi người xúm vào đua nhau kể lại những chuyện mà Tấm đã làm. Mọi người nói mà con chẳng hiểu gì cả. Thôi, nói nhiều làm gì, đi về đi. Ơ kìa. Các bạn có thể giải thích cho Thu Hiền được không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều như một trang giấy trắng. Môi trường đầu tiên tiếp xúc chính là gia đình. Và ba mẹ chính là những giáo viên dạy những nét vẽ đầu tiên lên trang giấy đó. Vì thế, nếu muốn con trẻ trở nên tốt đẹp hơn thì ba mẹ hãy trở thành những tấm gương trước đã. Ui dạ, đau quá. Sao không ai để ý đến mình nhỉ? Anh chị làm ơn làm phước giúp đỡ hai mẹ con vài đồng với ạ. Ui dạ. Cô ơi, giúp đỡ mẹ con với ạ. Họ thật đáng thương. Đây, hai mẹ con cầm lấy. Cô cho gì mà cho ít thế? Hả? Xin tiền bây giờ lạ chưa?
rút thêm rồi kìa. Xin đi con. Cô nhiều tiền vậy mà ti bo thế. Còn bé này. Đây, cô cho thêm. Wow, nhiều tiền quá. Con gái mẹ giỏi quá. Hai mẹ con nhà này. Cô đi thông thả hả? Ừ, được rồi, anh biết rồi. Nhìn ăn mặc kiểu này chắc chắn là lắm tiền rồi. Xem diễn xuất của ta đây. Anh gì ơi, hết hồn. Cái gì vậy? Anh ơi, em đói quá, anh cho em xin ít tiền mua đồ ăn ạ. Đây, cầm lấy. Anh tốt bụng quá, em cảm ơn ạ. Không có gì đâu. Này hệt quá. Mọc. Đi gặp vợ với con gái thôi. Em bố. Con gái. Em. Con gái của bố hôm nay kiếm tiền thế nào rồi? Cũng tạm được bố ạ. Anh nhìn xem tiền em với con kiếm được này. Thôi, này cũng kiếm khá đủ rồi, nhằm về thôi. Đến nhà rồi. Hai mẹ con xem này, nhiều tiền chưa? Để anh đếm xem bao nhiêu tiền. Ô là trời, như thế này thì ăn ngô ghi thoải mái luôn mẹ nhỉ? Đúng rồi, mùi tiền thơm quá, con gái giỏi lắm. Khát quá, em vào lấy cho anh chai bia ra đây. Dạ vâng. Hôm qua vẫn còn một chai bia để đây cơ mà. Chồng ơi, nhà hết bia rồi. Hết đúng lúc thế, đang khát thì chứ. Hết thì mình đi kiếm thôi, nghề của mình mà. Ừ, ý kiến hay nhỉ. Em vào thay đồ đi, rồi vợ chồng mình đi. Nhanh lên. Vâng ạ. Lên đồ như thế này thì đố đứa nào biết mình lừa đảo. Chuẩn bố ạ. Con có muốn đi với bố mẹ không? Con không đi đâu, con phải đi đá banh rồi. Thôi, mau đi đi không muộn. Suốt ngày cứ ôm lấy quyển sách, lúc nào cũng tỏ vẻ chăm chỉ, ngứa cả mắt. Đau quá, ai mà quá đáng vậy. Buồn cười quá đi, chứ chừa cái tội thích màu mẹ chăm học à. Để cô đỡ em vậy, sách của em đây. Em thật là thái độ của con bé thật tồi. Em tên gì, học trường nào, sao lại bắt nạt bạn như vậy? Em thích thì em trêu một tí, có sao đâu. Mua nước ngọt đi, nhiều loại lắm mọi người ơi. Em nhìn thấy chưa, theo kế hoạch hành động. U lạc trời, người đâu mà hết nước chấm. Phải lấy hết chỗ này mới được. Mua. Hey baby. Hả, nước ngọt của mình đâu rồi? Tên kia, đứng lại. Mới thả thính có tí mà bị trộm hết hàng rồi, tức không chứ? Vợ ơi nhìn này, yeah, về nhà thôi. Thầy đến kia. Các em, mau ổn định chỗ ngồi, đây là cô Huyền, cô giáo mới của các em. Chào các em. Chúng em chào cô ạ. À, lớp mình ngồi xuống đi. Cô bắt đầu lớp đi, có gì cần giúp cứ gọi cho tôi đi đây. Vâng, thầy đi ạ. À, em ấy bị sao thế nhỉ? Em bỏ vở xuống bắt đầu học. Dạ vâng cô. Giờ cả lớp mở sách ra bắt đầu học nào. 4 tiếng sau. Cuối cùng thì cũng hết giờ. Đi về thôi các cậu ơi. Thật là ngứa mắt. Đau quá. Cậu, sao cậu lại? Nhìn gì? Thích ý kiến à? Dừng tay. Sao em lại gây gổ rồi định đánh bạn như vậy? Ngày mai mời phụ huynh đến đây gặp tôi. Chết cha. Thật là không ra thể thống gì cả. Mày lại gây chuyện gì nữa vậy con? Mày có biết bố mẹ đang đi kiếm tiền, thời gian quý báu thế nào không? Con có làm gì đâu mà. Anh chị có phải phụ huynh của em là... Anh ơi, cho em xin vài đồng với ạ. Em cảm ơn ạ. Ôi em cảm ơn. Ôi, này hên quá. Này kiếm được khá quá, cất bớt đi đã. Ôi anh ơi, chị ơi, anh chỉ làm phước cho em vài đồng. Cho anh này. Ờ, đây là... Anh cầm tạm số tiền này mua gì ăn cho đỡ đói. Ô em ơi, từ từ đã. Ô này. Nó
cũng làm gì có tiền mà lại đưa cho mình. Ngày hôm sau, anh cầm lấy đi. Tôi cảm ơn. Là em đây. Anh không cần, em cầm lại đi. Anh cứ cầm đi để mua đồ ăn. Em đi bán chong chóng tiếp đây. Em ấy tốt bụng quá, trong khi mình lại... Chú em bị què à? Dạ vâng, em bị què ạ. Anh có thường cho em xin ít tiền với ạ? Được rồi, đợi chút, tiền đây. Em cảm ơn ạ. Cướp. Đứng lại, trả lại cho tôi. Các người lạ. Hello chú em. Què mà chạy nhanh phết nhỉ. Em què thật mà anh. Mày thích lừa đảo xin tiền không hả? Không, không có, em không lừa đảo ai cả. Nay thì lừa đảo này, dám lừa đảo trên địa bàn của bọn ta, cho chết này. Đừng đánh nữa, tha cho tôi. Ai mua chồng chồng đi đó là năng xin mà. Đừng đánh nữa, chứ xin các chú tha cho anh ấy hả? Nghĩ tình của con bé này, nên hôm nay bọn tao tha cho mày đấy nhé. Đi thôi. Để em đỡ anh vậy. Anh cảm ơn nhé. Anh thôi, anh đừng làm nghề này nữa. Em có bánh mì này, anh ăn đi cho đỡ đói. Anh nhớ đừng làm nghề này nữa nha. Em đi đây. Sao lại gặp em ấy trong tình cảnh này chứ? Con của anh chị ở trường suốt ngày gây gổ bắt nạt bạn bè trong lớp. Anh vẫn còn làm nghề đó sao? Ừ, anh vẫn còn. Anh nên tìm một công việc đàng hoàng. Chính môi trường sống của gia đình mình đã khiến em Hạnh trở nên như vậy. Cô giáo nói đúng. Cảm ơn cô giáo. Con gái, từ giờ gia đình mình phải thay đổi thôi. Trong tình yêu, những kẻ lăng nhăng và giả dối đều là những kẻ tồi tệ xấu xa. Và tất nhiên luật nhân quả không chừa một ai. Cô nàng hiền ngây thơ thật thà trong tập này đã chứng kiến cảnh bạn thân và người mình yêu bên nhau. Vậy liệu đó là sự thật hay một kế hoạch? Và cuối cùng kết cục của cả ba sẽ như thế nào? Cái này hợp với anh lắm này. Mình xem thêm đi. Hiền, Hạnh kìa. Hạnh, trùng hợp vậy, cậu cũng mua đồ ở đây à? Em yêu, anh đi thanh toán trước nhé. Anh Hoàng, sao hai người lại đi với nhau? Chuyện này là như thế nào? Hạnh không có lỗi gì cả. Bây giờ Hạnh là bạn gái của tôi. Nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng nói luôn. Mình chia tay đi. Anh nói gì? Hiền, bà không sao chứ? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Coi bà là bạn, bà coi tôi là một đứa ngu phải không? Cả hai người đều là đồ khốn. Hiền, bình tĩnh lại đi, chúng mình đi thôi. 10 năm trước. Sao hôm nay bố mẹ đến đón mình muộn thế nhỉ? Không biết bố mẹ đang làm gì nữa. Mày thấy thế nào? Ok luôn. Này, nhìn kìa. Được đấy. Chào em gái, sao lại ngồi một mình thế này? Bọn anh ngồi nói chuyện với em cho vui nhé. Nhìn tiểu thư này kiểu gì cũng có tiền. Trả ba lô cho tôi. Ba lô á? Ra đây mà lấy này. Trả đây. Đỡ lấy này. Ném đây, ném đây. Các người thật quá đáng. Trả đây. Bỏ tao ra. Làm sao bây giờ? Còn đành con này, dám động vào bọn tao hả? Tao sẽ cho mày một bài học. Dừng lại. Nó là ai vậy? Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Mày nhớ đây. Sao, vẫn còn muốn thử tiếp à? Mày, con nhỏ này hung dữ quá. Dám bắt nạt người khác hả? Lần sau chừa cái thói bắt nạt đi nha. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp tớ nhé. Tặng cậu này. Tớ cảm ơn. À, tớ cũng có cái này. Đẹp quá, đây là cái gì vậy? Đây là vòng tay tình bạn, tặng cậu đó. Cảm ơn cậu nha. Từ giờ chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau. Vòng tình bạn sao? Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt. Hiền, cậu.
một tháng trước khi sự việc xảy ra. Cuối cùng mình cũng trở về rồi. Hiền đâu rồi nhỉ? Thành, tới đây nè. À, Hiền. Cuối cùng bà cũng về rồi. Bà có biết tôi nhớ bà lắm không? Anh Hoàng, giới thiệu với bà, đây là anh Hoàng, người yêu của tôi. Chào anh, em là Hạnh, từ nước ngoài về. Mới từ nước ngoài về sao? Nhìn cũng khá đấy chứ. Chúng ta đi thôi. Ờ, để anh giúp em. Phải tìm cách rủ Hạnh đi chơi mới được. Hay quá, đúng lúc mình muốn ra ngoài chơi. Hãy chờ nhé, tiền của ta. Lâu thế nhỉ? Hạnh. Anh Hoàng. Ơ, Hiền đâu, sao anh lại đứng ở đây một mình? À, Hiền có việc đột xuất đi rồi. Anh với em đi xem đi, mình vào thôi, không muộn. Vâng ạ. Bây giờ lộ rồi nên cậu nói xấu cả anh Hoàng nữa à? Không, chờ đã, Hiền. Hiền, sao cậu không tin lời tớ? Nếu không phải vì kế hoạch đó thì... Chuyện này hay ghê Hạnh nhỉ? Ừ. À, cái bông này, chúng mình mỗi đứa một que. Bạn nhiều vào mới béo được. Đối với mình, bà vẫn luôn là người bạn tốt nhất. Hạnh, anh có điều muốn nói. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Vợ sao? Em... Ờ, sao lại... Em vừa làm cái gì vậy hả? Tất cả những gì anh làm tôi đều biết hết rồi. Tôi chỉ muốn thử xem anh là người như thế nào. Mới thế mà anh đã lộ mục đích rồi à? Cô dám chơi tôi? Anh nghĩ mình anh biết lừa người khác à? Cầm lấy số tiền này và tránh xa bạn tôi ra. Cô... Cô được lắm. Coi như các cô may mắn đi. Bây giờ cậu đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm bà. May nhờ có bà tôi mới biết rõ con người của anh ta. Thôi, không sao đâu, chúng ta về đi.